Bởi vì mình thử mình ngó là cái bàn chân của mình. Thường chân ai cũng đỏ hết trơn. Nó không có giống như ở nơi khác. Thì ở nhà thì đôi khi cái chân mình nó sạch, nó trắng bóc rồi. Nhưng mà lên đây thì dù anh có vệ sinh cách mấy gì nữa, anh đi hồi là chân anh cũng đỏ. Tại sao? Tại đất ở đây đất đỏ. Mặc dù ở đây không có xe cộ lưu tới như Sài Gòn hoặc là như các cái thành phố mà bụi tung mù mịt thì không có, ở đây không có bụi kiểu đó. Nhưng mà gió thổi thì đất đỏ nó vẫn bám vào chân. Mình đi tới đi lui thì chân nó vẫn chạm vào đất đỏ. Rồi thì dù muốn dù không thì chân mình nó vẫn đỏ đó. Sư thấy cái điều đó cũng khá thú vị. Đó là khi mình ở nơi đâu, mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái môi trường ở đó, dù anh có muốn hay là không. Khi mà sư ở cái môi trường mà người ta kham nhẫn nhiều, thì sư cũng học được cái sự kham nhẫn. Mà nó lạ một cái là khi mình nghĩ mình kham nhẫn giỏi lắm, mà tới hồi mình qua cái môi trường của nhiều sân đó, là mình cũng dễ nổi điên với thiên hạ. Tức là gặp cái môi trường mà sân nhiều quá là tự nhiên là cái mặt mình nó nhăn đồ nào không hay. Tức là mình dù muốn dù không thì mình vẫn bị ảnh hưởng bởi những môi trường xung quanh. Tại sao mà sự ưa thích tổ chức các cái khóa thiền? Tại vì khi mà các hành giả về để hành thiền, cái năng lượng mình tạm dùng thôi, tạm dùng cái từ năng lượng, chúng ta có một cái môi trường tích cực của những người chánh niệm, hiền thiệt là hiền, im thiệt là im, gặp đâu cũng tâm từ, gặp đâu cũng biết thương nhau, tự nhiên cái lòng mình nó cũng yên tĩnh lại. Còn mình ở cái chốn xô bồ thì dần dần thì cái bụng mình nó cũng xô bồ. Cho nên đôi khi chúng ta cũng nhìn lại chính mình. Cái môi trường mình ở chỗ nào, mình sẽ bị ảnh hưởng ở chỗ đó. Hãy cẩn trọng với điều đó. Bởi vì dù cho mình có cái lòng phòng bị tới cỡ nào đi chăng nữa, thì mình vẫn phải hít thở chung một bầu không khí. Mình vẫn phải sống chung một bầu không khí, đi chung một cái bầu không khí, ở chung, sống chung, ăn uống chung, hít thở chung. Thì dù muốn dù không, mình cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Mình không phải thánh nhân. Mình không phải thánh nhân. Để mà nói câu là gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, nó khó dữ lắm. Cho nên hãy biết lựa cái môi trường mà mình sinh sống. Ở Kalama đây chúng ta có một môi trường rất là tốt. Đó là các cái trường thiền đầy xung quanh đây, đi rất là dễ. Các cái học viện cũng có. Rồi nếu mà mình muốn thì mình hoàn toàn có thể thỉnh chư tăng, mình đi mình đặt bát cả ngàn người, rất là dễ dàng. Làm phước cũng dễ, học cũng dễ, tu thiền cũng dễ. Thì cái môi trường nó đã có sẵn một môi trường lành, nó thật. Môi trường ở đây sẽ thấy nó lành. Nhưng cái vấn đề là mình mong muốn biến cái môi trường ở Kalama là cái môi trường như thế nào. Tức là nó sẽ hòa đồng với cái môi trường xung quanh. Hay là mình sẽ biến nơi này thành cái nơi là mịt mù chướng khí. Cũng do mình hết rồi. Vấn đề là ở con người. Cho đến chuyện là khi mình về nhà thì đương nhiên là sư cô thì về chùa, các sư thì về chùa, Phật tử thì về nhà. Rồi mình cũng về với cái nơi chốn quen thuộc của mình. Thì cái nơi chốn đó là nơi chốn gì? Đó là một nơi thanh tịnh hay là đó là một cái nơi là mịt mù chứng khí, ngợp thở nổi? Cái suy tư. Mình muốn mình tốt,
thì mình kiếm cái môi trường phù hợp. Nhưng nếu như mình đổi không được thì sao? Thì mình phải tự tạo cái môi trường cho chính mình. Bằng cách nào? Bằng cách là mình tạo cái môi trường mini trong chính nội tâm của mình. Mình có một cái gốc riêng. Ở đó mình tu cho mình, mình học cho mình thiền cho mình nghĩ cho mình. Chỗ đó không phải chỗ cho thiên hạ, chỗ đó là chỗ cho chính mình. Sư rất ủng hộ các cái lớp giáo lý, các lớp kinh tạng. Tại sao vậy? Lớp kinh tạng đối với sư nó giống như một cái ngôi nhà. Mà ở đó khi mà mình vào, mình cùng hít thở chung một bầu không khí. Giữa những chốn xô bồ, mình còn tìm được nơi thanh tịnh. Mình có được một chốn cho riêng mình. Cái việc mà nghe lại online, tức là các cái bài giảng thì đều có thu âm thu hình lại hết. Mình nghe ngồi mình nghe lại vẫn được, nhưng mà nó thiếu cái không khí. Cái không khí mà cùng một giờ thiên hạ cùng mở lên trong một cái room mà mình ngồi đó, mình nghe mình học, cái không khí nó khác nữa. Nóng cúng. Còn xong rồi mình nghe lại thì nó cũng giống như là mình truy điệu. Ngồi nghe nhưng mà những người trên đó chết hết rồi. Mình ngồi mình nghe lại. Nó thiếu cái không khí đó.